Thưa quý vị và các bạn, sau khi lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cổ Việt, vua Đinh Tiên Hoàng ban hành hàng loạt chính sách nhằm phát triển đất nước. Năm 971, nhà vua tiến hành phong chức tước cho các công thần. Nguyễn Bạc, người có công lao to lớn trong đánh dẹp 12 sứ quân, được phong chức định quốc công. Ông có tài, giúp vua Đinh quản lý nhà nước còn non trẻ trong suốt 12 năm, 968 đến 979. Kỷ niệm 1055 năm nhà nước Đại Cổ Việt, trong chuyên mục Giáo dục Quốc phòng và An ninh hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của ông. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nguyễn Bạc sinh năm 924, quê ở làng Đại Hữu, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, là con trai của Nguyễn Thước, một nha tướng dưới quyền Dương Đình Nghệ. Thuở nhỏ, Nguyễn Bạc cùng Đinh Bộ Lĩnh là bạn bè, lớn lên kết nghĩa anh em và cùng nhau giấy binh ở động Hoa Lư để mưu cầu thống nhất Giang Sơn. Nguyễn Bạc đã có mặt ngay từ buổi đầu dưới ngọn cờ của Đinh Bộ Lĩnh. Trong những năm tháng đánh dẹp và thu phục các sứ quân, Nguyễn Bạc luôn luôn bên cạnh Đinh Bộ Lĩnh là vị tướng dũng lược tiên phong. Theo thượng phả dòng họ Nguyễn Bạc, ngày 15 tháng 7 năm Đinh Mão 967, Đinh Bộ Lĩnh thống lĩnh toàn quân cử Nguyễn Bạc làm đại tướng tiên phong chỉ huy 10.000 quân ra đánh ở Tây Phù Liệt lần thứ hai để quyết tiêu diệt cho được sứ quân Nguyễn Siêu. Chiến thắng Tây Phù Liệt phá tan sứ quân Nguyễn Siêu có ý nghĩa quyết định trong việc kết thúc thắng lợi công cuộc dẹp loạn 12 sứ quân đưa Giang Sơn về một mối của nghĩa quân Hoa Lư. Nguyễn Bạc, chúng ta thấy rằng là trong cái dẹp loạn 12 sứ quân thì cái cuộc mà bao vây để hạ thủ thành của Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt là rất cam go, nhiều ngày và nhiều nghĩa quân bao vây cũng không thắng được. Trong đó có tướng quân Nguyễn Bồ là em ruột của Nguyễn Bạc cũng đã phải tử trận tại đây. Vì Nguyễn Siêu là một trong 12 sứ quân rất mạnh và rất mưu cơ. Nguyễn Bạc tình nguyện với vua Đinh cho cầm quân để tiêu diệt sứ quân này. Vua Đinh đã bằng lòng và chính chỉ trong vòng một tuần lễ bao vây. Và đúng đến ngày 15 tháng 7 năm 967 thì Nguyễn Bạc đã san phẳng được căn cứ của sứ quân này và Nguyễn Siêu đã phải chết tại trận. Với những cống hiến to lớn trong sự nghiệp đánh dẹp và dựng nước, sau khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế năm 971, Nguyễn Bạc được vua Đinh gia phong là khai quốc công thần, phụ quốc, thái tể định quốc công, tức là vị tể tướng đầu tiên trong lịch sử nước ta từ thế kỷ thứ 10. Lúc này ông vừa 47 tuổi đời. Trong gần 10 năm, từ năm 971 đến năm 979, Nguyễn Bạc đã có những đóng góp to lớn vào các công việc nội trị, ngoại giao, xây dựng và củng cố nền độc lập. Ông đã giúp vua Đinh xây dựng hệ thống chính quyền phong kiến tập trung, thống nhất, xóa bỏ cát cứ, xây thành, đắp hào, làm cung điện, đặt triều nghi. Về kinh tế, nhà Đinh đã chú trọng phát triển nông nghiệp và mở mang ngành nghề thủ công. Về quân sự, đã xây dựng quân đội thống nhất gồm 10 đạo, phiên chế thành các lữ, tốt. Đây là lực lượng quân đội khá hùng mạnh lúc bấy giờ, là chủ lực để phá Tống, Bình Chiêm sau này. Về ngoại giao, trong vòng 8 năm từ năm 969 đến 977, Triều Đinh đã 5 lần phái đoàn sứ giả sang Trung Quốc giao hảo và được nhà Tống cử sứ thần sang đáp lễ. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà sử học Ngô Sĩ Liên đánh giá Nguyễn Bạc là người có lòng trung quân ái quốc đáng khen ngợi. Nhất phiến trung can huyền nhật nguyệt, thiên thu chính khí tác sơn hà. Nghĩa là một mảnh gương chung treo sáng như mặt trời, mặt trăng, nghìn thu chính khí còn rung động non sông. Điều mà lịch sử ghi chép và nhân dân cũng ngợi ca trong các thần tích thần phả, nơi thờ
Nguyễn Bạc ghi rõ rằng khi mà vua Đinh đang băn khoăn là không biết nên xây dựng kinh đô Hoa Lư, xây dựng kinh đô của nhà Đinh ở đâu, thì Nguyễn Bạc đã dâng kế xây dựng kinh đô ở Trường Yên là đúng đắn nhất, lui có thể thủ, tiến có thể công. Và Đinh Bộ Lĩnh là lúc bây giờ gọi là Đinh Tiên Hoàng đế đã nghe theo. Thứ hai, khi Đinh Tiên Hoàng đang còn phân vân là xưng vương hay xưng đế, thì Nguyễn Bạc cũng là dâng kế đất nước ta, dân tộc ta bây giờ thế rồng bay, thế mạnh và không kém gì các triều đại phong kiến Trung Quốc lúc bây giờ, nên là chúng ta phải sánh ngang với nhà Tống. Nên là Nguyễn Bạc đã tâu lên vua Đinh là nên xưng hoàng đế, và chính vì thế nên Đinh Tiên Hoàng càng vững chắc và xưng đế và đặt niên hiệu là Thái Bình và đặt tên nước là Đại Cổ Việt, trong đó là có công lao rất lớn của Nguyễn Bạc. Định quốc công Nguyễn Bạc, vị anh hùng dân tộc có công lao to lớn trong sự nghiệp dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, dựng nền chính thống Đại Cổ Việt. Ông mất ngày 15 tháng 10 năm Kỷ Mão, tức ngày 7 tháng 11 năm 979 ở ngoại thành Hoa Lư, khi mới 55 tuổi. Sự nghiệp hiển hách và đạo đức cao đẹp của ông được sử sách ghi nhận và được nhân dân đời đời ghi nhớ, sẽ trường tồn mãi mãi cùng với quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước ta đến muôn đời sau. Thưa quý vị và các bạn, để ghi nhớ công lao của Định quốc công Nguyễn Bạc, một trong tứ trụ triều đình, ngày nay trên toàn quốc có đến 163 nơi thờ ông và nhiều làng suy tôn ông là thành hoàng và thờ tự ở đình làng. Tại Ninh Bình, các địa điểm thờ tự ông đã trở thành một trong các địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cho lớp lớp các thế hệ mai sau. Đây là đình làng Ngô Khê Hạ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, nơi có tượng thờ Định quốc công bằng gỗ quý, sơn son thiếp vàng. Theo các cụ ở đây cho biết, sau khi Định quốc công mất, nhân dân thương tiếc và nhớ ơn nên xây đình để thờ tự ngài. Ngôi đình này có từ thế kỷ thứ 10 và được xây dựng năm gian. Đình Ngô Khê Hạ kiến trúc theo kiểu chữ nhị, mái lợp ngói nam, được tu sửa nhiều lần. Đình có hai tòa, tòa tiền đường và hậu cung. Tòa hậu cung còn giữ được long ngai, tượng Định quốc công Nguyễn Bạc. Với những giá trị đó, đình Ngô Khê Hạ đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2001. Để tỏ lòng tưởng nhớ tới cụ thì trong cái bức, tức là trong khu nhà Đinh Sàng, tức là ngoài khu Đại Bái, có chữ Trung quân Nhật Quyệt, có nghĩa là nói là vị tướng tài cao và trung hiếu. Và trong khu trong thờ cụ thì có những cái sắc phong mà các triều đại nhà Nguyễn đã phong cho cụ. Có khá nhiều thơ văn câu đối ca ngợi công đức Định quốc công Nguyễn Bạc. Từ đường họ Nguyễn ở thôn Vĩnh Ninh, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn là quê hương của ông, có bức đại tự rất đáng tự hào, khởi nguyên đường, khởi đầu dòng họ Nguyễn. Để lưu giữ cái truyền thống của tổ tiên và dòng họ thì các cụ còn để lại rất nhiều hành phi câu đối, và tiêu biểu là đôi câu đối thờ cụ Nguyễn Bạc ở đây nói lên công trạng công lao của cụ để giáo dục cái truyền thống sau này cho con cháu. Cồ Việt thiên khai chủ anh hùng Trần Trắng Liệt, đại hoàng địa tú gia vi khởi tổ quốc nguyên huân, nước Việt vua anh hùng tôi dũng mãnh trời sinh ra, đại hoàng là đất quý, cụ là cụ Nguyễn Bạc là nhà là thủy tổ nước công đầu. Với mong muốn đóng góp công sức để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa mà cha ông để lại, đặc biệt khu di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Nguyễn Bạc được xếp hạng di tích quốc gia. Hàng năm, ngoài việc giảng dạy cho các em học sinh môn học lịch sử địa phương về thời Đinh, Tiền Lê
trong đó có các vị vua, các bậc công thần. Trường Trung học cơ sở Gia Phương đã triển khai việc giáo dục truyền thống lịch sử cho các em học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm tại khu di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Nguyễn Bạc. Đây là minh chứng, là tư liệu sống để truyền thụ, bồi đắp thêm tình yêu, niềm tự hào về quê hương cho các thế hệ học sinh. Em đã cảm thấy rất là tự hào và hãnh diện khi đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất rất nhiều những anh hùng hào kiệt. Và có rất nhiều những vị anh hùng đã sẵn sàng đứng lên hy sinh vì đã bảo vệ đất nước, đặc biệt là Nguyễn Bạc. Em cảm thấy rất khâm phục và tự hào khi đã có một người anh hùng như vậy. Ông đã có công dẹp loạn 12 sứ quân cùng với Đinh Bộ Lĩnh, thu Giang Sơn về một mối. Và qua bài học hôm nay thì em đã rút ra được một bài học cho bản thân và cho tất cả các bạn. Đó chính là chúng ta cần phải rèn luyện tốt, học tập nghe lời bố mẹ, thầy cô để sau này có thể trở thành những tấm gương sáng cho những mầm non tương lai noi theo. Sau khi được các thầy cô giáo dẫn đến đây, thì hiện đây nhà thờ Nguyễn Bạc. Nguyễn Bạc là một vị tướng tài ba, mưu lược, trung thành minh chủ, đã có rất nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và thống nhất đất nước cùng vua Đinh Tiên Hoàng. Đối với bản thân em cố gắng học tập thật giỏi, chăm ngoan học tập, nghe lời thầy cô và bố mẹ để lớn lên trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước, quê hương và đất nước phát triển bền vững và vững mạnh. Sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa ở trường Trung học cơ sở Gia Phương đã truyền lửa tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, từ đó giúp các em thêm yêu thích môn lịch sử, hiểu thêm sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông. Ở Gia Phương chúng tôi thì có rất nhiều những cái di tích lịch sử để tưởng nhớ tới những cái công lao của những cái vị anh hùng dân tộc và cũng như là của những cái danh tướng như là Đinh Bộ Lĩnh hoặc là Nguyễn Bạc và một số những cái danh tướng khác. Thì qua cái việc thăm những cái di chỉ đỏ và cái trải nghiệm thực tế này thì tôi thấy nó là một cái việc rất thiết thực và cần phải nhân lên để cho tất cả không chỉ là trường Trung học Gia Phương mà còn các em và các trường trung học cơ sở khác là để quay về với cái cội nguồn để tưởng nhớ cái những cái công lao của những cái các bậc tiền bối cũng như là những cái vị anh hùng. Ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân, thế hệ trẻ hôm nay cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong học tập lao động, biết vượt qua khó khăn, có ý chí và khát vọng phấn đấu để trở thành những công dân có ích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.